vị, quán quân của tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 chính là chiến tranh.
Thưa quý vị, đó là phần phụ diễn của Đình Lộc, Xuân Thảo, bé Ca Cao là con của diễn viên Ốc Thanh Vân. Để luôn quá trời. Vâng, thưa quý vị, một cậu bé diễn rất là tự nhiên. Đó chính là bé Ca Cao. Con mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Hôm nay rất là vui vì mẹ con Ốc được có mặt ở đây, được hỗ trợ cho Văn Minh Ngọc Dầu. Con có thích tiết mục này của anh chị không? Thích. Con chúc anh chị sẽ có. Con chúc anh chị thành công. Trời ơi. Thưa quý vị, một tiết mục rất là cảm xúc mà thật sự phải nói là Ốc Thanh Vân đã diễn rất là xuất sắc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly. Mời chị. Hay quá Vân ơi. Hay quá luôn. Hôm nay các huấn luyện viên á hỗ trợ cho các con, làm cho cái phần thi của các con nó càng thêm thăng hoa. Ly thích cái cách dàn dựng quá đi. Lột tả cái bài hát rất là hay. Mà Vân tuyệt vời quá, hôm nay quá tuyệt vời. Một tiết mục rất là cảm động. Xin mời Du Trường Vũ chia sẻ. Khi mà Vũ chọn bài hát này thì Vũ đã có tưởng tượng ở trong đầu một cái cảnh dàn dựng trên sân khấu như thế nào rồi. Nhưng mà Vũ không thể nào tưởng tượng nó lại bùng nổ một cách mà nó tuyệt vời đến như vậy. Vân ơi, bạn làm mình hãnh diện lắm luôn. Thank you so much. Cảm ơn Vân. Nước Việt Nam mình á, dẫu sao đi nữa thì cũng có những cái thời điểm nó rất là khó khăn. Mà một điều duy nhất, một tia ánh sáng trong tất cả những cái nỗi thương đau, đó là cho dù có đau thương đi tới nào đi nữa thì cái tình mẹ nó vẫn thiêng liêng, nó vẫn tuyệt vời. Vũ không thể nào nói tự hào hơn nữa. Vũ chỉ dám nói là Vũ rất biết ơn các bạn đã cho Vũ xem một tiết mục như vậy. Cảm ơn Daddy. Cảm ơn Vân đã nói lên cái cảm xúc thay cho rất là nhiều người. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng cho Ngọc Dầu và Văn Minh. Và con nai nữa, những ai hùng
tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sống ra thái bình, nhìn trùng dương hát cô mùa lại. Đất nước tôi dãy Trường Sơn lần bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sưng người vươn, đất nơi đất nước tôi núi rừng cao biển băng lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên. Ai tình ở dòng sông Hương, sông đó đây là nhờ cù lâu máu sông Hồng đỏ vì thiệt hay là Vũ không nhận ra. Và không ngờ là cái chàng trai Hải Quân với chất giọng rất là oai hùng và bệ vệ đó chính là Ngô Kiến Huy. Quá em ơi. Ủa sao để gồng dữ thôi, giới thiệu giờ là đội Bỏ Tiễn đã hiện nguyên hình rồi đó. Dạ. Nói chứ xuất sắc. Dạ nãy giờ đội Bỏ Tiễn là trong vai nhân vật thôi, nhưng mà khi mà tụi em xả vai mà các tụi em về em là bản chất. Em nghĩ là đúng rồi, chỉ có trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mới có cái hình ảnh này. Chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất cho mọi người. Sự tham gia của ngôi sao hát điện ảnh, ngôi sao hát điện ảnh Khả Như Trần Ngố, một đêm duy nhất cho mọi người ơi. Một đêm duy nhất bán vé giống hội chợ lô tô vậy hả? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hai con rất là may mắn khi mà tụi con được Song Ca với lại cái cặp trời thần này. Trời xanh hay là trời gì đi em? Trời thưởng hay là trời đọa xuống trời đi. Ban, cái cặp trời ban. Trời ban dạ. Đi em. Ừ. Đó cái cặp trời ban này. Rất là mừng là cô Như không có phá bài tụi con. Chị gồng muốn chết, tới giờ chị còn chưa xả nẹp được nè em. Cái điều đó là em đang khen chị đó chị. Mà rất là bất ngờ khi mà cô chú cũng lên mà hát luôn. Cứ nghĩ là hỗ trợ theo kiểu của em là em lên em diễn, nhưng mà em cũng không ngờ là chị Như với lại anh Quy lên hát luôn, hòa quyện cùng với các bé. Hòa quyện em, hòa quyện. Dạ, hòa quyện cùng với các bé. Nó cho vừa lòng chị. Thử nghe đi. Trời ơi, chị đang mặc áo dài đó chị. Chị mặc áo dài đó. Như lâu lâu mình hình ảnh mình lên sóng mình sớ nhẹ lại cái coi sớ. Rồi xin mời Vũ. Ca khúc Tình Ca này là một trong những ca khúc mà kinh điển nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Hôm nay anh Vũ rất là bất ngờ khi thấy Huy, tại hồi giờ anh toàn là nghe em hát những cái bài hát mà nhạc trẻ, đúng sở trường của em không à. Nhưng mà hôm nay em quay lại em làm anh bật ngửa luôn, tại vì em hát rất hào hùng, rất là tuyệt vời, đúng cái tinh thần của bài hát này.
Và đến lúc Khả Như bước ra thì anh bật xỉu thật sự luôn. Là tại vì anh không tưởng tượng là cô mèo có thể hát được. Anh luôn luôn nghĩ em là một người mà hài hước và có cái tướng đi catwalk đẹp nhất Việt Nam thôi, chứ không bao giờ nghĩ em có thể hát được hết. Nhưng mà hôm nay em đã chứng minh mọi người đều rất là chính xác, em hát không được. Như tại vì lâu nay anh rất là ganh tị với em, anh ngồi đây hả, lúc nào em nói gì mọi người cũng vỗ tay, mọi người cười hết. Bữa nay anh cũng có miếng riêng của anh rồi, thấy chưa, mọi người đồng ý không ạ? Trời ơi, cái miếng như dao găm vậy mà vỗ tay, trời ơi. À, đến chính lại là Như hát rất hay nha. Như hát hay hồi nãy tôi chọc thôi đó. Muốn rồi anh. Như sống truyền hình. Như Như làm lại, nói lại là nhẹ nhàng. Muộn rồi anh. Muốn anh. Thôi vô 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 vô. Sao mà nhìn ta vậy, nó người ta ma. Xin giới thiệu với các con, ta là người đã tu hành lâu năm trong cái động này, và ai cũng tới đây xin ý tưởng của ta, bởi vì ta là ý tưởng sư. Các con tới đây làm gì? Dạ, chúng con tới đây để xin ý tưởng ạ. Ý tưởng gì? Ý tưởng bài hát ạ. Khổ ghê vậy à. Thôi được, ta sẽ cho con ý tưởng, nhưng với một điều kiện, các con phải trả lời những câu hỏi của ta. Câu hỏi gì ạ? Nghe đây. Cà gì ngọt? Cà chua. Cà chua sao ngọt cô? Ông ơi, thế cà gì là cà ngọt ạ? Đó chính là cà lem. Trời ơi, cà lem ngày nào con cũng ăn hết á. Nãy giờ ông hỏi tụi con nhiều rồi, hay bây giờ để tụi con hỏi ông nhá. Ô cha cha cha, bà đặt đô ta rồi à. Thôi được rồi, với trí thông minh tuyệt đỉnh của ta thì hỏi cái gì ta cũng trả lời được hết. Con hỏi đi. Con đố ông, cà gì lớn nhất? Cà pháo. Sai. Cà chua. Sai. À, cà tím. Sai luôn. Chứ cà gì lớn nhất? Là cà mau. Trời ơi, với một đắc đạo chân dương như ta mà lại thua hai đứa bé này sao? Thôi được rồi, hai con quá ư là thông minh. Ta sẽ cho con ý tưởng. Nghe đây, ta sẽ kể cho hai con nghe về rừng vàng biển bạc, mà ở đó có sông, có núi. Đó là một câu chuyện nói về non nước Việt Nam. Sinh sôi thuyền về
một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng, nghe tiếng suối, sông sáng mai treo, tim đầy sinh sôi. Gợi ý có mấy câu thôi mà tụi con hát luôn nguyên một bài. Giỏi, nãy giờ tụi con thi luôn rồi đó. Chúc mừng tụi con. Xin chúc mừng Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn Huỳnh Lập đã thể hiện trong vai ý tưởng sư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời cặp đôi lấp lánh lung linh. Thứ nhất là đầu tiên chúc mừng tụi con rất là nhiều, bởi vì bài hát này làm cho cô chú lên bờ xuống ruộng. Tới thời điểm này là con không còn thi nữa. Con không biểu còn diễn, nữa. Con trình diễn, con phô diễn tài năng của mình. Chưa kể là tụi con vừa diễn được nè, vừa hát được. Và đúng như là anh Khang nói là đây là cái sở trường của tụi con rồi. Tụi con lúc nào cũng làm cho cô chú cảm thấy là không thể nào ngồi yên được. Khán giả cũng vậy. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Rồi, xin mời ý tưởng sư. Ông rất là tự hào về hai con. Nói chung là khi mà ông bài ra cái kịch bản này, ông cũng hoang mang lắm, không biết là hai con có nhớ được những gì mà ông đã bài cho hai con không. Khi mà chú ra, chú bung ra những cái miếng, tụi con quăng chụp. Và rõ ràng tụi con rất thuộc bài, mà không những thuộc bài mà cũng có tâm lý nữa nha. Rõ ràng là như vậy. Và chú có lời khen cho hai con. Hai con thực sự rất thông minh, nói tới đâu hiểu tới đó, và làm như những gì mà mình đã tập. Và vào giọng này thì chú cũng không còn nhận xét về giọng hát nữa. Tụi con hết sức tuyệt vời, ông tự hào về hai con. Ủa em vậy là vậy là hai cháu đi thẳng vô chung kết luôn hả? Dạ không, tự hào thôi. Còn coi thấy chưa, chú khen quá trời mà không có cho đâu đó. Vũ mình đang là một mình chọi bốn đó Vũ. Mình đang chọi chọi bốn cho nên là mình tém lại chứ không. Chị nên kết thân với em đi. Đúng, chúng ta phải đồng lòng. Nếu các bạn muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Để trở thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao. Để cho áo dài của ta được rực rỡ. Để cho ta ngày càng đẹp trai hơn. Để cho ta ngày càng lấp la lấp lánh. Hãng phim Việt Nam hân hạnh giới thiệu 4 nhân vật phản diện đầy biến thái. Và ngây ngất lòng người. Dương Triệu Vũ. Lạp lấp la lấp lánh lồng lộn. Khả Dư, mèo dễ thương, mèo méo mèo. Hi hi hẩn hì hục. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Cảm ơn. Không có hành tinh nào mà chứa nổi 4 người này á. Tôi bảo đảm cái hành tinh nó nát bét. Anh yên tâm, lát ta trả về. Trả về, cái hành tinh này nó quá. Hai người là tôi đã chịu không nổi rồi. Cảm ơn hai con. Nào, mời các con lên núi.
nghe rơi đôi núi xanh ngây, đâu đây tiếng đàn trầm buồn lá lây, đâu đây tiếng lòng vui nghe tí tơi. Và em tôi lung linh giữa sương trắng trong vơi vơi, em biết yêu rồi, em yêu những chiều mưa nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn rồi yêu thế. Từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có cồn quyên trên môi em. Wow, xin được chúc mừng phần biểu diễn của Minh Anh. Xin được cảm ơn tiếng đàn kìm của thầy Minh Thành cùng với Trống Sĩ Phú. Và cảm ơn vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, đây là con của gia đình nhà này. Mời gia đình chia sẻ đôi điều. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép em cảm ơn ban nhạc cũng như là nhóm bè Calilac, đàn kìm Minh Thành cũng như là Trống Sĩ Phú, cả vũ đoàn Phương Việt nữa, đã giúp cho con có được một cái tiết mục mà cô cảm thấy rất là thích. Thật ra mà nói, ngày hôm nay chú đã đọc rất nhiều sách khi mà đến với chương trình ngày hôm nay, đêm chung kết mà. Vì thế là chú sẽ chọn ra những cái lời văn ý đẹp đó để mà truyền tải đến con. Và như con biết đó, ngày hôm nay tất cả mọi thứ cô chú muốn truyền đến con đó chính là gì? Một chữ thôi, một chữ thôi. Đó là... biết không vậy? Một chữ thôi, nói đó đồng loạt là... lần đầu tiên đồng loạt với đúng nhau rồi. Đó chính là... xuất sắc. Hay quá, cảm ơn gia đình, tuyệt vời. Cuối cùng thì sau bao nhiêu trăn trở, họ đã tìm được cái tiếng nói chung. Dạ. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Xin chúc mừng Minh Anh với một màn mở đầu rất là ấn tượng. Nhất là cái khúc mà chuyển khóa. À, chúng ta như là bước sang một cái khung trời mới, một cái cảm xúc mới hoàn toàn thăng hoa. Xin chúc mừng em. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Xin mời danh ca Hòa My. Cô Hòa My thì chỉ có một cái nói thêm cho con là vấn đề, thí dụ cái giọng cao của con rất là tốt, cái giọng của con đó nó còn cao hơn nữa được, nhưng mà cái giọng trầm của con đó có lẽ rằng nó mờ. Nếu mà con cái tông này con lên chút xíu thì tự vì giọng của con còn rộng lắm, cho nên là cái
cái chỗ trầm của hát sẽ rất là rõ và sẽ làm cho con hay hơn nữa. Nhưng mà cô cũng rất chúc mừng con là con đã thành công cái bài hát này rất là tốt đẹp. Dạ thưa dì ba, con mới đi học về. Mèn ơi, con gái đi học về đó, con ngoan quá đi. Sao hôm nay đi học có mệt lắm hả? Từ đây đi dì ba. Trời ơi, tao nói nắng mưa thất thường rồi, sợ con bị bệnh ghê luôn đó. Sao hôm nay làm bài thi tốt không? Cô giáo có khen không? Bạn bè nói sao hả? Bài thi con nhiêu điểm hả? Dì ba. Sao con? Dì ba hỏi mà con không kịp trả lời luôn á. Dì ba xin lỗi nha, tại cái tính dì ba hơi bợp chợp vậy đó. Nhưng con biết sao không? Tao nói ở nhà mà lo lắm nghe. Đó, con đi ra ngoài đi học nè, lúc mưa lúc nắng á, rồi con không quen, con bị sốc nhiệt cái là con bị bệnh đó. Trời ơi, con không sao đâu dì ba. Con đi xe hơi mà, mưa nắng đâu làm gì được con đâu. Trời ơi, quên. Con gái của dì ba là ngồi trong xe hơi nên đâu có sao đúng không? Mà con biết không, tại cái tính dì ba lo đó, mỗi lần trời mưa cái dì ba sợ, dì ba ám ảnh cái chuyện ngày xưa. Ủa dì ba? Sao con? Mà dì ba ám ảnh chuyện gì vậy? Sấm sét á, dì ba sợ. Con biết sao không, ngày xưa mỗi lần mà sấm sét á là dì ba phải ôm con nghe nè, đó ôm chặt cứng luôn đó. Bởi vì bây giờ mỗi lần con đi ra ngoài đường á, sấm sét mà không có dì ba ôm con sợ làm sao. Con sao đâu dì ba, mà cái xe hơi của con á, nó có cái cột thu lôi luôn á. Trời ơi, nhỏ này sao ke con. Xe hơi mà có cột thu lôi giống như xe hơi xe lôi. Mà dì ba nè. Gì? Cái chuyện mà con đi học hay là đi chơi á dì ba, là cũng có ba với lại má con lo. Tại dì ba quan tâm con quá như vậy, con cũng không có quen. Dì ba xin lỗi con gái, hồi nãy chiên cá là mùi dầu mỡ hôi quá hả. Dì ba tính hay lo quen rồi. Ta nói hả, mà quên là con cũng có ba có má con lo từng ly từng tí. Dì ba nè. Ê, dạ cô chủ mới về. Dạ. Con bé Linh nó đi học về chắc nó mệt lắm rồi đó. Dì ba đi xuống đằng sau nấu cơm đi. Dạ. Ê, con nghỉ ngơi nha, ba nấu cơm cho con nha. Dạ thưa mẹ, con mới đi học về. Ơi, cục cưng của mẹ là đây lấy đấy. Đi học có mệt lắm không? À hả, con có một món quà tặng cho mẹ, mẹ chờ con xíu. Quà hả? Này có quà luôn. Gì à? Ta-da! Con vẽ hả? Đéo mẹ. Trời ơi, đây là con vẽ nè. Ba nè, mẹ nè, con nè. Con nợ mẹ một lời tạ ơn, cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành, nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng tố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối. Sau đi trọn cả một kiếp người, cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Hồi nãy con có quà tặng cho mẹ, mẹ cũng có quà tặng cho con chứ bộ. Có quà nè mẹ. Nè. Wow, đẹp quá mẹ, cảm ơn mẹ nha. Qua đây mẹ đeo cho nè. Ủa gì ba? Đây. Ủa sao gì ba khóc vậy?
Đâu có, đâu không phải khóc con. Hồi nãy vì ba sắc ớt mà quên lỡ tay dụi mắt cái nó. Để con coi nha. Mắt ơi. Không không sao đâu con gái. Linh. Dạ mẹ. Con đi lên trên phòng nghỉ ngơi, lát nữa xuống đi ăn cơm. Vì con dì ba sao mẹ? Có sao đâu, dì ba ở đây với mẹ mà. Dạ, không dạ sao con lên phòng nha mẹ. Cảm ơn con gái, dì ba không sao đâu, cảm ơn con. Dì ba nè, chị dạ. Ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói với chị đó. Dạ chị cô. À, tôi nghĩ là chị cũng lớn tuổi rồi dạ. Chắc là không phù hợp làm những công chuyện nặng nhọc trong gia đình này nữa đâu. Cô nói gì chứ, cô chị nhà đâu có gì nặng nhọc đâu cô. Ta nói ai dọn dẹp nhà cửa rồi lo cơm nước lo cho bé Linh. Bây giờ công chuyện gấp 10 lần vậy tôi mừng cũng được nữa cô. Tôi khỏe lắm cô yên tâm. Chị nói vậy sao được, sức khỏe của mình là quan trọng mà. Ngày mai á tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của chị. Ủa chị nó nói vậy là sao cô? Chị ba. Dạ. Tôi gửi chị nè. Chị về quê. Không thôi chị tìm một chỗ nào đó nghỉ dưỡng đi nha. Cô đuổi tôi hả cô? Tôi không có đuổi. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là tôi chịu chuyện quá chứ gì. Tôi xen vô chuyện gia đình mình đúng không cô? Tôi hứa với cô tới kể từ ngày hôm nay á, tôi không xen vô chuyện gia đình mình nữa. Tôi không quá quan tâm lo lắng tới bé Linh. Tôi chỉ âm thầm lặng lẽ tôi mừng công chuyện của tôi đó. Tôi không có dám xen vô chuyện nhà mình nữa đâu cô nha. Chị ba nè, chị hiểu cho tôi nha. Tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà chị dọn đi giùm tôi nha. Chị dọn đi giùm tôi đi đi nè. Cô nói vậy thôi, xin phép cho tôi gửi lại, nhưng mà tôi xin cô cho tôi ở lại một tháng thôi, không về một tuần thôi cô. Một ngày thôi cũng được. Tôi xin cô đừng bắt tôi đi liền, cho tôi ở lại một ngày. Tôi xin cô đó cô. Ê bà ơi, chị hiểu giùm tôi nha. Tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà một ngày, một giờ, một phút gì ở trong nhà tôi cũng không được. Cô ơi, cô thương tôi mà. Cô ơi, cô giúp tôi đi nha. Thương cô. Cô ơi, tôi xin cô. Tôi xin cô đó cô bà ơi. Em à, cậu, anh nghĩ đây không phải là cách giải quyết tốt đâu em. Cậu ơi, cậu nói với tôi, con cho tôi ở lại đi cậu ơi, tôi xin. Chị ba, chị ba bình tĩnh lên, chị ba đứng lên đi chị ba, chị ba đừng có khóc nữa, để tôi nói chuyện với vợ tôi. Nói giùm tôi một tiếng đi cậu. Em à, em đừng đối xử với chị ba như vậy được hay không? Hả? Chuyện chúng ta còn nhiều cách khác giải quyết tốt hơn mà. Vậy anh nói đi, bây giờ phải giải quyết như thế nào? Hả? Anh nói đi. Bây giờ em để thêm một thời gian nữa được hay không? Một thời gian nữa hả? Anh có biết bây giờ là bao nhiêu năm rồi không? Hả? 13 năm rồi đó. 13 năm nay hễ lần nào tôi nhắc tới cái chuyện này, chính anh là người nhu nhược để giữ chị ta lại. Nếu như anh không cấm cản thì bây giờ cái chuyện này nó đâu phải như thế này đâu. Vậy bình tĩnh được hay không hả? Dạ thôi, tôi xin cô cậu đừng có gì tôi mà cãi nhau. Lỗi tại tôi. Chị ba đừng nói gì chị ba. Lỗi là một phần của vợ chồng tôi mà. Anh nói cái gì vậy? Lỗi gì của vợ chồng mình? Mình là người đã giúp chị ba đó. Nhưng mà chính chị ba là người cứu lấy hạnh phúc của vợ chồng mình. Em à, bây giờ làm sao? Hả? Hai vợ chồng mình đã cưới nhau 5 năm rồi mà chưa có con. Anh là con một trong gia đình, là cháu đức tôn, phải cần có người nói giỏi. Má nói rồi đó, nếu mà một năm nữa hai vợ chồng mình không có con á thì má đi cưới vợ khác cho anh đó. Anh nói cái gì vậy? Bây giờ anh phải tìm cách giúp em chứ, chuyện này đâu phải là em muốn đâu. Thì mà sao anh biết vậy? Con gái nín ngoan nè, ngoan nè, chút bớt mưa mẹ bán được rồi mẹ lấy tiền mẹ mua sữa mà mới thuốc cho con nha. Ai cứu giùm con người trời. Nín đi con ơi, nín đi con. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Cuộc đời vòng tay mẹ chở che khẽ vô về,
bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Đâu mẹ có tuổi xuân vì con, đâu mẹ những chăm lo tháng ngày, đâu mẹ bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối. Sau đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Chị ba, chị thấy đó, 13 năm qua tôi để chị ở trong nhà này làm vú em, ở bên cạnh và chăm sóc con bé Linh, chị cũng muốn gì nữa hả? Hả? Tôi cái gì hả? Nếu như bây giờ chị nói ra chị là mẹ ruột của con bé Linh thì hai vợ chồng tôi phải như thế nào đấy? Không, tôi sẽ nếu không như ngày hôm đó vợ chồng tôi không nhận nuôi con bé Linh thì liệu nó có vượt qua được căn bệnh tim hiểm nghèo hay không? Chị trả lời cho tôi đi, chị trả lời cho tôi đi. Cô ơi, tôi... Chị ba, tôi xin chị á, nếu như mà chị thương tôi, chị thương con bé Linh, chị về tương lai của nó, chị đi đi, chị đi giùm tôi được không? Hả? Dạ, chị tôi đi. Hiểu rồi. Tôi không làm khó cô cậu rồi. Tôi xin phép. Tôi xin phép. Tôi xin phép. Mẹ đừng nuôi gì ba đi. Đừng nuôi mẹ con đi mà. Linh. Cảm ơn con gái của mẹ. Dù dòng tố khó khăn đã qua, dõi theo con phía sau, đường con đi thênh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng trên cao áp mắt. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như là nơi chốn quay về bình thưa quý vị, một câu chuyện rất là xúc động và cũng xin được cảm ơn phần phụ diễn của ba diễn viên. Xin cảm ơn diễn viên Hồng Trang, xin cảm ơn diễn viên Phạm Yến và cảm ơn diễn viên Phi Nguyễn. Cái cảm xúc của các vị như thế nào khi mà xem cái câu chuyện này? Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân ạ, mời cô. Chào Đoàn Khánh Linh. Dạ, chào cô ạ. Cái điều này không phải đơn giản đối với một bé mà mình thi tuyệt đỉnh Song Ca Nhí, nhưng mà mình bây giờ lại phải diễn nữa. Nhưng mà con đã làm rất là tốt, và ngay cả cái giọng ca của con cũng vậy, nó làm cô Xuân xúc động lắm. Cô Xuân thấy là thấy thương con, rất là xuất sắc. Cảm ơn cô. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Sở dĩ mà ông Khang bắt vào nghệ sĩ Kim Xuân là tại vì thấy cái cảm xúc của cô ở trên cái hàng ghế ban giám khảo. Và một người nữa cũng rất là cảm xúc, đó chính là ca sĩ Cẩm Ly. Nhìn thấy là chị đã gần như là cực kỳ xúc động và có một cái đoạn ôm đầu nữa khi mà xem cái phần thể hiện cái tiểu phẩm này, thì xin phép mời chị Ly ạ. Ly cũng ráng kìm lắm, nhưng mà tới khi con cất lên cái câu hát dù giông tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau, là với mẹ ruột của mình, đường con đi thênh thang bước chân là nhờ có mẹ,
là người mẹ nuôi của mình, thì lúc đó mọi thứ nó như nó vỡ òa hết, nó đẩy mình lên một cái cảm xúc, cái đỉnh điểm đó. Cho nên là Ly muốn trấn tĩnh mình lại, cho nên lúc đó một cái hành động vô thức thôi, nó phải ghìm và nó đẩy rất là mạnh hai cái trán như thế này để mình giữ lại. Và hôm nay thì với cái bài hát này, cô cũng giao cho con cái nhiệm vụ rất là khó khăn, đó là bắt con phải tập nói tiếng Nam luôn. Tại vì các bà mẹ đều là người Nam hết, cho nên con không thể nào mà phải nói tiếng Bắc, nó sẽ bị lệch ra. Là bắt con phải nói bằng tiếng Nam, và bắt con vừa hát mà phải vừa diễn xuất. Bởi vì cái giọng hát của con đã có một cái giọng hát rất là đẹp, rất là tốt, mà hầu như các huấn luyện viên đây ai cũng thấy được cái điều đó. Và ở con còn có một cái tương lai rất xa với một nền tảng cái giọng hát của con. Cô chúc mừng con. Chúc mừng con rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly. Khi mà chú phát hiện ra là con có một khả năng là con thoại được giọng Nam á, chú mừng kinh khủng khiếp. Mừng lắm luôn. Giọng Nam rất là dễ thương nữa. Dạ, rất là dễ thương, nói mà ngọt ngào chân chất. Ban đầu tập là ba hồi là nói giọng Nam nghe, khi mà ba mẹ đừng đổi gì ba. Trời ơi con ơi, không được con ơi. Con phải giọng Nam liền con ơi, khi mà cảm xúc quá đó, bé chân thật tới nỗi là bé quên luôn là bé đang đóng vai một cô gái miền Nam. Cái bắt đầu cái bé thốt ra những cái giọng thoại miền Bắc. Và rõ ràng là khi mà con được tiếp xúc với kịch nghệ, con khai phá được bên trong của con, cái cảm xúc của con thổi vào trong bài hát nó dễ dàng hơn, nó làm cho cái phần thi của con thành công hơn và xuất sắc hơn nữa. Cảm ơn Huỳnh Lập rất là nhiều. Vâng, anh sẵn có cái cơ hội ngồi đây rồi, chắc con ngỏ lời luôn cô Kim Xuân ơi, nếu như có mùa ba, có nếu như con mời, cô có chịu đóng giùm không ạ? Sẵn sàng. Tại vì cái hình tượng của cô, một người mẹ mà cam khổ mà thương con và phải dồn nén cái nỗi đau, là cái hình tượng, là cái khuôn mặt của cô nổi lên ở trong đầu con. Cho nên là hôm nay nhưng con mà rất hân hạnh được ngồi đây để nói cái điều này. Vũ ơi, phải đợi nhà sản xuất có mời mình mùa ba hay không nữa đó Vũ. Xin lỗi con bị hớt. Cái này con cũng chia sẻ thật luôn. Thật sự con chỉ chia sẻ riêng với cô Kim Xuân. Khi mà thực sự nghe con nhìn cô một cái là con chỉ nhớ đúng là mẹ ruột của con thôi. Mỗi lần nhìn cô là con nhớ mẹ ruột của con à. Không biết tại sao cảm ơn Lập như mẹ. Cảm ơn Lập, cái tình cảm của Lập dành cho cô Kim Xuân. Dạ. Dạ, Lập ơi. Con ơi, mẹ đây nè, qua đây với mẹ con. Dạ. Qua ôm mẹ cái. Dạ, qua ôm mẹ cái. Gặp cái bạn mà nhận mẹ con này không có liên quan đến số điểm của chương trình. Chắc chắn anh cũng đang được nói. Mỗi lần mà đi đâu, đi show nào mà gặp cô cái mừng mừng dữ lắm, mừng như là mẹ đi chợ về vậy đó. Em bị chậm á, Như, em chậm một nhịp so với Lập á. Cô, con là con ruột của cô nè cô. Mấy bé à, mấy bé à. Anh Khang ơi, bây giờ em nói gì ra chị Dân chỉ cũng chỉ đồng hồ, chỉ bận quá cho chị về đi anh ơi. Chị nói mới tắt đèn của mình rồi kìa. Dạ rồi. Thôi bây giờ thưa quý vị, màn nhận nhân thân đến đây là kết thúc. Cái căn bản của người nghệ sĩ đó là phải nhạy cảm, nghĩa là phải xúc động trước những cái vui, trước những cái buồn. Chứ còn những người vô cảm quá thì không làm nghệ sĩ được đâu. Sân khấu không phải là một cái nghề mà là một cái đạo. Cái đạo dạy cho người ta làm người tốt hơn. Hỏi tôi tại sao thương nghe nhạc tình, tại sao thương ca nhạc xên. Trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm, từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ồ a. Không thể nào quên cha tôi ngày nào khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia có hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến sến khai.
em nghe vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la, kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điểm lúa la, không khoe sắc ngốc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình ơn. Xen không tô điểm lúa la, không khoe sắc ngốc ngà những đậm đà vì Việt Nam. Phần biểu diễn của Tấn Bảo và cảm ơn phần thể hiện của guitar anh Vũ Duy. Và cảm ơn trống lắc rất là đáng yêu, đó chính là Hiếu Trung. Cảm ơn con đã quay trở lại sân khấu lần thứ hai. Dễ thương quá. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của hai vị huấn luyện viên của đội con. Ngay lúc này cô rất là hạnh phúc. Như là câu nói của kỳ nữ Kim Cương, sân khấu không phải là một cái nghề, mà sân khấu là một cái đạo. Và cô hạnh phúc lắm khi chúng ta hàng ngày vẫn được học tập và thực hành đạo lý này. Con đã tiếp sức cho cô chú để cô chú có thể làm tốt hơn vai trò của những người huấn luyện viên và vai trò của những người nghệ sĩ. Và đã chọn sân khấu là nơi để mình sống và cống hiến thì mình phải là những con người nhạy cảm, biết rung cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương. Thì Tấn Bảo cũng như tất cả các bạn khác trong đội của mình, các con đã có điều đó. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn gia đình Vân Vũ. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các cô chú. Trước hết thì tôi xin chúc mừng đội Vân Vũ. Hai bạn đã có hai nhân vật rất là xuất sắc. Đồng ý, đồng ý. Tôi chỉ có thể nói là Nhật Duy đã gây ấn tượng lớn với tôi. Nhưng mà Tấn Bảo thì lại gây ấn tượng chả bá lửa. Em đã cho chúng tôi một màn trình diễn toàn vẹn từ kỹ thuật, từ giọng hát, từ cái sắc thái, từ cái biểu cảm đầy tự tin, đầy thoải mái. Và cái toàn vẹn ở đây là gì? Là em vừa đủ, chứ em không có dư thừa và em cũng chưa hề thiếu sót. Bởi vì đường còn dài lắm em ơi. Và nếu mà em đã chọn vào cái nghề này mà em hát với tất cả tâm hồn, với trái tim của em như em hát hôm nay đó, thì chú hứa với em là cuộc đời sẽ cưng em, cuộc đời sẽ trân trọng em và cuộc đời sẽ trân quý em cho đến khi mà em thở hơi cuối cùng. Wow! Cảm ơn chú ạ. Thank you.
để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đo đưa tiền một người lữ khách qua sông. Người ơi sao mà sâu nặng, câu thương câu đợi câu chờ. Sống lại
Xin được chúc mừng phần biểu diễn của Minh Ngọc và cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Cảm ơn các bạn. Wow, thưa quý vị, một giọng hát vô cùng ngọt ngào và một cái ngoại hình rất là xinh xắn. Bây giờ thì gia đình của con đứng hết lên rồi. Xin mời gia đình Ly Lập ạ. Có lẽ là cảm thấy rất là vui, hạnh phúc vô cùng luôn. Hồi nãy á, lúc mà chú Khang giới thiệu con mà dùng cái từ hoa khôi, quan họ, cô nói chà, chú Khang tân bốc Ngọc quá. Nhưng mà rõ ràng là hôm nay con rất là xinh, Ngọc ơi xinh lắm luôn. Con được có một cái là khi lên sân khấu mặt con rất là rạng ngời, rất là đẹp luôn. Đây là một bài hát cô khen con rất nhiều, tại vì nó rất là khó khăn đối với con. Cái này là đúng là vòng chung kết phải cho con hát sở trường, nhưng cô lại cho con một cái thử thách rất là mới. Bởi vì con chuyên về quan họ Bắc Ninh, nhưng cái này là một cái bài hát gì nghệ tĩnh, nó hơi khó, khi con tập nó rất là khó. Nhưng hôm nay con làm rất là ngọt ngào, rất là đẹp. Bởi vì những hai cái bài hát này là đối với những ca sĩ chuyên nghiệp, người ta hát cũng rất là khó khăn, bởi vì cái quãng nó quá rộng và nó có những cái luyến lấy rất là nhiều. Nhưng hôm nay đặt vào một cái thử thách cho con ở vòng chung kết này, con muốn đem lại cho khán giả để lại một cái hình ảnh một Minh Ngọc rất là dịu dàng, rất là đẹp và rất là nữ tính như thế. Thì hôm nay những gì con làm cô rất là hài lòng, cô cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Nguyên Khang có để ý thấy nghệ sĩ Kim Xuân là cô nghe, sau đó ở khúc cuối thì cô lấy cái bắt kiến của mình, cô đeo vô để cô nhìn thật rõ hơn Minh Ngọc đúng không ạ? Cô nhìn cái khúc cuối thật là rõ cái giọng hát mà cô đã thưởng thức nãy giờ. Dạ xin mời cô chia sẻ ạ. Chào Minh Ngọc. Dạ con chào cô. Con xuất hiện đẹp như một nàng tiên nhỏ, dễ thương lắm luôn á. Mà cô làm mấy số trước là cô cũng có theo dõi, cô cũng có coi. Và cô cảm ơn cái người đã dàn dựng cái bài hát này, đã cho con một cái bức tranh quá đẹp. Mới vừa xuất hiện lên là thấy Mai Lan Cúc Trúc là cô đã mê rồi. Rồi sau đó là cỏ lao nữa. Rồi có một cái màn trúc nhỏ để con vén cái màn con bước ra. Tức là mọi thứ đã tạo cho con nó kỳ diệu, nó nên thơ, nó đẹp lắm. Nhưng mà nói thì nói mà cô soi ha. Đừng có ngại nha. Con sẽ xuất hiện với một bộ đồ tứ thân truyền thống của nó. Cô thích lắm một cái màu nâu non hoặc là một cái màu xanh nhạt. Và con xuất hiện với một cái khăn vấn của miền Bắc. Cái bộ đồ con đang mặc thì nó đẹp, nhưng mà nó lại tạo cái sự, cô có cảm giác nó làm lớn con lên. Và với rất nhiều những phụ kiện trên đầu, trên cổ và tất cả mọi thứ, tự nhiên nó làm cho cái thiên thần của con nó bị thiếu cái đó đi. Cô nghĩ là với cái gương mặt của con, với cái vóc dáng đó, có lẽ nó còn thu phục tình cảm của khán giả nhiều hơn. Cảm ơn con đã cống hiến một bài hát rất là hay. Dạ con cảm ơn cô ạ.
quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắp suốt trọn đời. Làm con và cảm ơn vũ đoàn ABC. Wow, hôm nay nhìn rất là lịch lãm. Bây giờ xin mời gia đình Vân Vũ chia sẻ đôi điều về đứa con của gia đình mình. Con có hiểu cái lý do tại sao mà chú chọn cho con cái hoàn cảnh xung quanh con là một cái bông sen hay không? Người Việt Nam có một cái câu là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bất kỳ mình có xuất thân từ khó khăn cỡ nào đi nữa, mình vẫn có đủ khả năng để vươn lên trở thành một cái gì đó đẹp đẽ, góp ích cho xã hội. Đó là lý do tại sao mà chú lại chọn cho con một cái bài vừa nhắc nhở về đạo làm con mà vừa có hình tượng của một cái đóa hoa sen, và con chính là cái nhụy hoa ở trong đó. Là vì chú muốn cho con từ nay trở về sau, cho dù con có làm ca sĩ hoặc là con làm một cái nghề nào khác, thì con hãy luôn nhớ là những cái gì đó tốt đẹp, hữu ích cho xã hội, cho cuộc đời. Cảm ơn con, hôm nay con làm chú hãnh diện lắm. Cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn chú. Cảm ơn Vũ rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời chia sẻ của danh ca Hòa My. Mời cô. Cô My xin chào Nhật Duy. Con chào cô. Cái hình ảnh của con rất là thanh thoát. Cô My hy vọng rằng với cái tên Nhật Duy, là Nhật là cái gì? Ban ngày là nó có ánh sáng, nó có mặt trời. Duy là duy trì, nó dài lắm.
Thành ra cô My mong muốn rằng con sẽ mãi mãi tỏa sáng và duy trì giống như cái giọng hát của con và giống như cái tên của con mà chú Vũ đã dành cho con. Thì cô My chúc con sẽ thành công trên cái bước đường sau này như cái tên của con vậy nha. Xin mời cô Kim Xuân ạ. Cô Xuân chào Nhật Duy. Dạ, con chào cô. Cái tên đẹp quá, chú Vũ đã cho con một cái tên ấm áp. Cô có xem một cái chương trình của Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái bài mà con đi bán kẹo kéo, cô nhớ hoài cái cảnh đó, mà cô cũng thấy các cô chú ở đây nói rằng hình ảnh này mong là sẽ là hình ảnh cuối cùng để con không phải cực như vậy nữa, tại vì tương lai của con nó còn sáng lắm. Cái giọng ca của con rất là ngọt ngào. Chỉ có như vậy, với cái giọng nam thì nó có hai từ, cái chữ suốt ngày với lại suốt ngày, và cái chữ đêm con nói cũng không có kỹ lắm, nó thành đêm. Con thì ơi, con chú ý nha. Con chú là sao giơ tay dữ. con tập cái chữ đêm này cho cháu gần 5 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn không được, là tại vì cháu là người ở Cà Mau. Cho nên là ở Cà Mau là cứ đêm không à, chứ không phải là như cô nói là đã hay lắm rồi, còn cháu là đêm luôn. Con nói là chữ đêm chú nghe coi. Dạ đêm. Ủa sao bây giờ con nói được? Không, cái con hát lại chữ đó chú nghe coi. Tại sao lúc chú tập là con hát không được, bây giờ con nói được là sao? Chú vô rồi. Con đã trưởng thành. Cố gắng nghe con, hát để người ta nghe với cái giọng nam của mình ngọt ngào, nó đã đẹp rồi. Sau này ở sân khấu, chú Dương Triệu Vũ sẽ hãnh diện nói rằng Nhật Duy là đứa con trong âm nhạc của tôi. Cảm ơn con đã lắng nghe. Cảm ơn cô Kim Xuân rất là nhiều, đã nhận xét rất là tinh ý. Và hôm nay thì chỉ một lời nhận xét của cô thôi mà con đã có thể phát âm được rất chuẩn. Và chú nghĩ là con có thể theo học cô Xuân về cái đài từ phát âm của một diễn viên thì có thể giúp con rất là nhiều. Nhớ ha, đêm. Dạ, đêm. Ok, cảm ơn con. Chú không biết vui hay buồn nữa luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Riêng tôi thì tôi thấy tiếng nói, cái giọng nói địa phương nó có một cái dễ thương của nó. Thành ra cái vừa rồi em hát là tôi thấy là im lắm. Im, trời ơi. Thành ra khi mà em hát đêm là tôi cũng thích vô cùng. Thích dữ luôn á. Thích dữ lắm luôn á. Rồi. Đôi có bạn luôn bên cạnh, cố chấp và giận hơn ba yêu. Con tin rằng có lúc con chẳng ngoan, con hay làm cho ba thêm buồn. Bạn mãi đến xua đi ưu phiền, nắng xuống ta đánh sáng cây đèn đêm. Sau đêm dài trong lo lắng, sau đêm dài vì suy tư, cho con thương ba thương nhiều hơn. Và ba với con là mãi mãi, chỉ biết hy sinh vì con, ba cùng con lớn lên. Chẳng còn suy tư vây kín, chẳng còn âu lo cho chú. Cần ba vui, chỉ cần có ba. Ba ba với con là mãi mãi, cho dẫu có lúc con là làm nỗi buồn đôi vai mang. Sẽ có vạn lần hy sinh, sẽ có vạn lần yêu thương ba. Một đời
chẳng còn âu lo cho chúng con, chỉ cần ba vui, chỉ cần có ba và ba, vai cần là mãi mãi. Cho dẫu có lúc con lo làm nỗi buồn đôi vai ba, sẽ có vạn lần hy sinh, sẽ có vạn lần vừa đến với tiếng hát của Phương Linh. Và xin được cảm ơn tiếng kèn saxophone rất là cảm xúc của nghệ sĩ Xuân Hiếu. Cảm ơn anh. Và cũng xin được giới thiệu hai cha con trong cái tiết mục thể hiện này, đó chính là Vũ Công Gia Huy và đặc biệt là bé Thảo Vi, top 3 của lớp múa thử tài siêu nhí. Một cô bé rất xinh xắn, múa rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn các nghệ sĩ. Và bây giờ thì xin mời phần nhận xét của gia đình là Huy Như. Hôm nay nhìn con như công chúa. Con không ngọt ngào giống như những bạn khác khi trình bày một cái ca khúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà ở con luôn luôn có những cái cá tính, một cái cảm xúc mà làm cho nếu như mà để ý con từ đầu tới bây giờ thì con đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Đúng. Và ngày hôm nay thì với tiết mục của con thì đã cảm hóa được hai con thú như... Trời ơi, gì vậy? Trời ơi! Lộn. Xin lỗi mọi người nha. Cái sự dịu dàng của con, sự lung linh của con. Cảm ơn chương trình, ekip đã cho con một cái tiết mục thiệt là đẹp. Nói chung là em thấy lung linh với tiết mục này. Em cảm ơn mọi người ạ. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn lời nhận xét rất là cô đọng và xúc tích của gia đình của chúng rất ta. Rất là ngắn gọn anh, sao vậy anh Khang? Em chưa nhận xét mà anh Khang. Anh đang khen mà Như. Nãy giờ em chưa có nói gì dài em mới mở hết. Bài, anh Khang. Anh đang khen mà, đúng không Ốc? Khang đang khen mà, đâu có cái ủa, câu chị nào Ốc, khác chị có ý kiến đâu. Gì hả chị Ốc? Làm sao mà có ý kiến Dạ rồi. Dạ vâng. Cảm ơn gia đình của chúng ta hết giờ nhận xét rồi, ý Ốc nói như vậy. Dạ. Và quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Dạ, mời cô Xuân ạ. Nếu như cô Như nói trang phục con như một công chúa thì cô sẽ nói khác. Cô ước gì? Đừng có liếc tôi. Dạ không, dạ, nhìn con, nhìn, dạ, con, nhìn con. Mấy người hai, cặp mắt của hai người là đang liếc dạ, tôi đó. Tụi con giống như chip moon gì đó cô. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Con cúi cái đầu ra thôi. Tôi ước gì con là một cô gái nhỏ mặc một bộ đồ rất đơn giản đang ngồi ở một cái bàn học và nói về cha mình, chứ không phải là một cô công chúa giống như đang trình diễn nhạc thính phòng. Tự vì cái bài hát của con là ba, ba là mãi mãi mà. Thành ra những cái gì nó hết sức là gần gũi, hết sức là gia đình. Cô chỉ muốn con đơn giản về trang phục, nhưng mà đó chỉ là ý kiến của cô, ý kiến cá nhân. Còn huấn luyện viên của con cho con thành công chúa thì con thành công chúa, đúng không? Không, tại đúng cái này à, con nghĩ rằng là một phần cũng ảnh hưởng bởi trang phục của huấn luyện viên đó cô. Nè, nhìn lại hai bộ đồ ơi. Con xin trân trọng giới thiệu với cô, hôm nay thí sinh con giải gì con không biết, nhưng với đội con đã là đăng quang rồi ạ. Con sống tự mãn hay không? Nhớ mình sống tự mãn vậy sợ. Thưa quý vị, thật ra là gia đình của chúng ta không phải đến từ hành tinh này đâu cô Xuân à. Gia đình của chúng ta có một cái câu, dạ đội hỏa tiễn, có một cái câu slogan luôn. Con ơi, xong cái phần này con theo dùng đội của mình về đúng hành tinh luôn nha con. Dạ, bây giờ vô cái câu khẩu hiệu nè. Dạ, nếu cô chú thành thật muốn biết thì chúng con sẽ sẵn lòng trả lời. Để được tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời sao. Để trở thành ca sĩ hát hay nhất trên đời. Ngô Kiến Huy lấp lánh, Khả Như cu te đáng yêu. Chúng con đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Hay quá, hay quá.
Cái câu khẩu hiệu này sau khi người ta khép lại cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, ta không nhớ nhiều lắm, mà người ta chỉ nhớ cái câu khẩu hiệu này của các bạn. Tại người ta không tin là ở cái hành tinh trái đất này còn tồn tại một cặp đôi bị lạc vào trong cái trái đất này. Nó tuyệt vời, nó cute lắm. Dạ. Anh đã khen tụi em luôn hả? Khen hay là anh? Trời ơi, người ta coi chương trình ca nhạc mà ta nhớ đĩa bay không hả? Về thôi chị. Về. Con, cố lên. Cố lên con. Hay lắm nha. Hay lắm, đẹp lắm nha con. Đúng là con nhà mình thì phải khen thôi. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. À, ủa Lập ơi, Lập có gì không chị Út? Cái hành tinh mà người ta sử dụng nhiều đá đó mà Lập. Có gì không chị Út? Dạ sao anh? Ủa, Lập Đại Quang Minh hả? Ngồi xuống đi em, Lập ơi. Hỏi đi. Tại vì thường á, ví dụ mà mình là nghệ sĩ chân chính đúng không, khi mà mình tiếp nhận một cái lời góp ý nào đó, ủa chị ơi, ý chị là chị nói em không chân chính là sao chị? Đúng, em vẫn ghi nhận điều đó. Và đây là một cái ý kiến cá nhân. Tụi em có một cái điều đúng gợi gắm bài hát này, đâu phải là tụi em muốn như vậy. Với lại chị ốc ở gì cả vũ lấp miệng em hết. Nói gì phức tạp quá. Nói chơi chứ con cảm ơn cô Xuân rất nhiều. Tại vì một cái bài hát mà cô Xuân có thể nghĩ ra những cái không gian khác thì con cảm thấy rất là, đó là một ý kiến, đó là một ý kiến rất là hay thật sự. Chị Nhớ, chị Nhớ. Nhưng mà tại vì con không thích chị ốc nên chị thôi, đừng nói vậy, đừng nói vậy. Mà rõ ràng nha, trong suốt từ đầu từ tập 1 đến tập cuối cùng này luôn, em thấy là tất cả các bé dần dần có một sự trưởng thành, nhưng huấn luyện viên hoàn toàn không trưởng thành miếng nào. Ủa, tại em sao? Thôi Như ơi, Như ơi, Như anh ơi, em ngồi xuống rồi. Đi Như. Như. Mình phải Như. Có anh chị ở đây mình phải giữ một Như. Cái thể diện. Anh cảm thấy là hai đội kia hoàn toàn không có hạnh phúc hoặc là hài lòng với sự gắn kết với em á. Nguyên một cái show cuối cùng luôn mà họ bây giờ em coi là ốc cũng đâu anh đứng ơi, về phía em. Rồi bây giờ Huỳnh Lập cũng đâu đứng về phía em đâu. Anh ơi, mỗi mình em thôi. Không có thể nào nói chuyện với những người mà tối ngày cứ hát thời thanh xuân đã qua trong khi thời thanh xuân của em còn hoài. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Dạ, rồi thanh xuân giữ lại. Dạ, rồi. Cho tôi hỏi là chúng ta có một cái giải thưởng nào cho đội huấn luyện viên cá tính nhất không? Dạ có. Đội huấn luyện viên ấn tượng nhất sẽ nhận được cái giải thưởng này à? Có một cái giải thưởng. Có, này dạ. Có, này có cái giải đó. Không nên... xuất sắc, nhưng mà mình đi tìm cá tính đó, gọi dạ, là cá tính. Cá tính là một từ lịch sử cho gọi là phá đám. Thì đúng rồi chị ơi, là miếng cưng miếng là nó phải vậy đó. Cái này mọi người ba cái giải rồi. Trời ơi, để coi, chị để coi. Chị mãi thôi mà. Trời có gì đâu. Chị Ốc ơi, chị đừng có xin muối em nữa nha chị Ốc. Bây giờ tôi biết là lý do tại sao phải mặc áo như à, thế. À, nó ở trong cái đội thì đó. Không, nó ở trong cái đội đó. Thành ra là phù hợp với cái cá trong cái đội này. Dạ, đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ là lè loạt. À, không phải, cái gì? Lúc đó. Lánh anh ơi, dạ. Dạ. Không phải. Thôi không nói về. Tôi bị liếm lưỡi. Năm đi mở đôi
chờ trăng lên cất tiếng gọi nhà, đừng khai tăng tình đường thấm hồn ai, biển xôn xao gió lòng tư bề, thuyền ngãi xuôi phương nam khoang nhạc trôi lững lờ, đã trải qua bao mùa mưa nắng. Năm canh mơ màng em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quằn đau ý. Đường dù sai ông chữ an bình an, mau trở lại gia đàng cho em chẳng bị đói ăn, mau trở lại gia đàng cho em nhà. Trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi chẳng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Kiều cái mà quá kiều, kiều cái mà quá kiều, quá kiều nam đắc đắc đáo nữ phong, người dân khác họ chẳng nó người kia, nay về thì mai thì mai
Tấn Bảo và Nhật Duy, cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca với hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em Hoài Lâm. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất? Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Cảm ơn chú. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau, đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lang đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lang là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này, cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái
ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh song ca nhí. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này á, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Thank you.
sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời vẫn quen đắng nè sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao Minh Ngọc. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Các bạn nhỏ đã đưa quý vị đi với nhiều ca khúc khác nhau. Việt Nam Trong Tôi Là, ca khúc Mười Nhớ và ca khúc Hình Bóng Quê Nhà qua phần thể hiện của hai giọng hát. Đặc biệt là hôm nay thì quý vị có nghe được Minh Ngọc hát một chút về dân ca miền Nam với ca khúc Hình Bóng Quê Nhà mà những vòng trước thì cô nàng này của chúng ta chưa bao giờ thể hiện. Bây giờ thì Nguyễn Khang sẽ mời phần nhận xét của gia đình Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Hai con không những hát tinh hoa của miền Bắc, không những hát tinh hoa của miền Nam mà con mang hết cả tinh hoa của nước Việt Nam của mình. Cái bài hát của con á, dắt cho tất cả mọi người đi xuyên Việt. Chú nghe xong chú cảm giác yêu nước vô cùng và muốn thiệt là muốn khoe cho các bạn quốc tế mà muốn nghe nữa. Nó đầy đủ hết tất cả những bản sắc ở trong đó luôn. Cái bài hát này nó làm cho mình cảm thấy một cái niềm tự hào dân tộc nó rất là lớn luôn. Khi nghe lên nó cứ hừng hực. Dù đi đâu cũng không thể nào quên được mình là người Việt Nam. Cảm ơn tụi con rất là nhiều luôn. Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Tụi con hát rất tốt về cái cách luyến lấy âm điệu miền Bắc, rất là mượt mà, ngọt ngào. Ngược lại thì qua tới miền Nam thì tụi con không phải là người Nam, nhưng tụi con hát cũng ra cái chất miền Nam. Các con làm rất tốt, cộng thêm cái sự giúp đỡ của ban nhạc đã làm cho tụi con thành công cái bài hát này. Tụi cảm ơn. Rất ấn tượng. Hai giọng có vẻ như là mỗi người có một cái chất riêng, thế nhưng mà khi mà hát chung lại với nhau thì là một cái chất rất lạ. Một bài hát đòi hỏi nhiều kỹ thuật bởi vì nó qua nhiều đoạn mà. Rồi với cái tiết tấu nhanh của ban nhạc như thế, nhưng mà hai em đã làm rất tốt, làm cho cái cảm xúc nó dâng lên cao trong lòng mọi người nghe. Xin cảm ơn hai. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời cô Kim Sương. Cách đây thời gian ngắn thôi thì chúng ta đã chứng kiến hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp trình diễn trong một chương trình tài năng ở Anh. Hai chàng trai đó luôn luôn nói cái câu là tôi đến từ Việt Nam. Có lẽ âm nhạc và nghệ thuật nó là cái thứ đi thẳng vào lòng người ta nhiều nhất. Và cuối cùng khi các cháu nhắc tới chữ là tôi yêu Việt Nam, cô Xuân rùng mình. Tại vì cô Xuân thấy rằng có lẽ bao nhiêu lời hiệu triệu, những lời kêu gọi, tất cả mọi thứ nó sẽ không thể nào, cái sức mạnh nó bằng những cái người trẻ, người ta nói cho mọi người biết là tôi là thế hệ tương lai và tôi tự hào ở cái quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi yêu lắm cái thế hệ của các bạn. Không cần phải nói những lời đao to búa lớn,
Nhưng chính qua hành động của các bạn, chính qua âm nhạc của các bạn làm cho chúng tôi tự hào là có một thế hệ trẻ Việt Nam tuyệt đẹp. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Kim Xuân. Và các bạn đã truyền tải thông điệp cho rất nhiều bạn nhỏ đang theo dõi cái chương trình này rằng hãy luôn yêu mến Việt Nam. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Một bên con cô gian con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căng đến, nhưng con thật lòng muốn nói anh sao yêu thương con xa xôi. Con cứ dặn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Chỉ thương cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căng đến, nhưng con thật lòng muốn. Và cảm ơn chàng trai Quách Phú Thành cùng với lại phần thể hiện của ABC Thiên Thần. Cảm ơn nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu. Cái bài hát này là một bài hát mà em nghĩ là rất nhiều khán giả và kể cả là thế hệ mà 7x8x ngày xưa rất là thích bài hát này. Một cái bài hát gợi nhớ ký ức tuổi thơ, đúng không?
Ý em là vậy đó. Hai em có bao giờ hát bài này chưa? Trời ơi, hát hoài anh ơi. Đi thi văn nghệ làm hát bài này khuyến khích không? Em diễn xuất cho mọi người hiểu đó là giải gọi là khuyến khích ạ. Dạ. Hay quá. Là cái giải cao nhất trong cái hệ thống giải của trường đúng Khải rồi. Như. Đúng rồi, giải khuyến khích. Dạ. Rồi Khải Như ơi, bây giờ nhân tiện đây thì có thể là tụi mình làm một cái đoạn đi để hát tặng cho tụi con, tụi nhỏ mình đi. Mình lên đoạn tụ với đoạn đầu đi. Hay quá. Đừng có lấy tông anh ơi, bể đàn. Được chứ trời ơi, anh có bạn thôi mà. Em hát anh cứ lạng đàn theo em nha. Hát với cô nghe con, đừng để lần cô lần đầu tiên nha. Trong lịch sử tuyệt đỉnh sông Ca Nhí, quý vị sẽ nghe bộ 4 kết hợp với nhau. Hãy cùng xem hai bé lớn có hòa quyện với hai bé nhỏ không. Cho em tông xí đố phá trưởng, pha thang phá nhà. Rồi, nhớ vô nè. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, dân nó xây. Vì đàn con thơ ngây bao nhiêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Luôn bên con khuyên rằng con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Vì tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôm con trong tay không ước với con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù con nghĩ, nhưng con thèm lòng muốn nói. Ai sao đêm cho con trắng rơi là mẹ yêu. Xong chương trình mỗi bé sẽ được một cái bong bóng như thế này. Si nói nghe nè, đội Huy Như bong bóng này mua đâu vậy? Dạ thưa chị, bong bóng này là do người bạn đồng hành với em Khả Như Trần Ố đã có một khoảng thời gian săn lùng trên các cộng đồng mạng để tìm được. Xin thưa với chị Ốc Thanh Vân, những lời Kiến Quy nói đều là những lời bịa đặt. À bây giờ mình diễn xong rồi mình không có dùng nữa đúng không? Chị ơi, chị ơi. Cái này là bóng điện mà nó biến động dữ lắm đó. Tiếng một người ta chị để bong bóng làm sao chị ốc. Thêm hai cái nữa được không? Trời. Mà có ba đứa con lận. Chưa về về tặng nó phân bì. Anh Nam ơi, anh ghi nhận trường hợp này. Anh ơi, em không có chấp nhận được cái huấn luyện viên mà thí sinh người ta thi xong mà để ý cái bong bóng là như vậy. Cảm ơn Như, thôi em về đi Như. Người ta hát ở trên này biết bao nhiêu con người. Con mình đang nhìn mình hát hay lắm nha. Mình không tin tưởng chương trình. Lỡ mang vô trong rồi dẹp mất mình lấy luôn. Cảm ơn bạn. Cái này mà không cho lát nó vô cánh gà mà thấy bể hết là biết rồi đó nha. Nè kể nè cho nghe nè. Bữa Nam đạo diễn đó buồn quá, cái nhắn tin tâm sự nói là Lập ơi buồn quá, hỏi làm sao vậy, không biết làm sao mà mỗi xong tiết mục á đạo cụ mất hết trơn. Khủng khiếp chưa? Thưa quý vị, bây giờ mới hiểu lý do luôn á. Sao đây? Hai con ơi về giấu cái đầm cho kỹ nha, bả có con gái đó. Cảm ơn gia đình bên kia, bên dàn giám khảo khách mời sửng sốt không biết chuyện nhà mình đang xảy ra cái chuyện gì. Ê, xin lỗi dàn, xin lỗi các vị giám khảo phía bên kia. Dạ, dạ đây chỉ là hoạt cảnh trong cái bộ phim. Thưa cô chú là tại vì cái này nó xảy ra thường xuyên trong những số trước cho nên là hôm nay thì cô chú hơi bị sốc. Nãy giờ tưởng là ba giám khảo vào trong rồi. Tên nổi loạn đây nãy giờ. Dạ. Nhà mình nãy đầu giờ chị định dặn tém tém là tí xíu nhà có khách. Em biết rồi, nhà có khách tém, nhưng mà cái khúc này mình cũng phải ý nhị chứ không phải là mất nhân cách nghe chị. Đâu có mất nhân cách, anh Khang. Cái này không chấm điểm thí sinh có khi nào chuyển qua chấm điểm tư cách huấn luyện viên không vậy trời ơi sợ. Dạ. 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 Xin mời ba vị giám khảo chia sẻ một chút đôi điều cái cảm nhận của mình cho cái tiết mục này. Thành thật mà nói tôi quên những cái gì phải nói rồi. Hình như là họ nói hết rồi. Xin mời Kim Xuân. Mẹ nói đi mẹ. Các con thoải mái khi không phải thi nữa. Cho nên các con rất là dễ thương.
Và tiết mục cũng đẹp, các con làm tốt lắm. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Kim Xuân đã đại diện cho ban giám khảo chia sẻ đôi điều. Cảm ơn hai con. Cùng với hai cô nàng Cát Viên và Ngọc Nhi, cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Trời, hai chàng trai này rất là đẹp gái. Hai chàng trai rất là đẹp gái, nhưng mà tướng đi nó phải khinh khàng, nó phải mạnh lên. Đúng rồi,
đó. Ừ, đầu tiên thì xin mời một chia sẻ từ phía dạ, xin mời cô My ạ. Cái bài hát này rất là sinh động, dễ thương. Mình không có thi cho nên mình hát rất là tự nhiên, dễ thương cho nên rất là vui. Cô hoan nghênh tụi con. Cảm ơn cô ạ. Nãy giờ nè Linh ơi, cô nhìn mặt con cái Ngọc cô tức cười muốn chết luôn vậy. Sao vậy trời? Đàn trai dễ sợ nhất là cái tóc. Ai làm cái tóc cho cô Linh ơi, cô bắt cười nãy giờ hoài luôn á. Mà vậy thí dụ Ngọc á đứng còn khép nép nha. Ai Linh đông đứng khép nép đứng rất là manly luôn. Nhưng mà Ngọc để tóc tém này nhìn rất là giống cô Trà My. Đúng rồi con. Mà sao đội này đội chị Ly đúng không? Không phải vậy nè. Mà sao chị thẳng thốt giống như đội của người ta vậy trời? Không phải, nhưng mà là cứ nghĩ là sẽ đóng vai nam, nhưng mà chưa không có tưởng tượng là cái tóc nó gắn lên nhìn dễ thương ngộ. Chị cứ tưởng tượng Khả Như mà để tóc vậy còn y chang vậy luôn. Như là nhờ cái bộ đầm hay là cái tóc dài vậy không? Em làm thử giùm con Nguyên. Trời ơi, dạ thôi, dạ án Khang, hàng Khang, nha chị. Bây giờ mình bớt gây nghiệp để có ích cho đời nè Khang nè Khang. Không, cái mặt chị Như mà để tóc ngắn là gan quy á. Một cái mặt là u lai, một cái mặt là vờ lai. Dạ, mà không phải là vê hoa mà vê thường đó. Là nó vòng vậy nè, dễ thương. Nhưng mà mọi người có thể ra search trên mạng thấy là chị Khả Như có một khoảng thời gian để tóc tém rồi. Chào thất bại nha mọi người. Cảm ơn gia đình một tiết mục rất là thú vị. Nói chung là cái bài này nó mang tính giải trí cao lắm, nhìn rất là thú vị luôn á. Cảm ơn hai con, dễ thương lắm đó. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn hai con. Rồi, bây giờ mình vô trong nha. Men à, đàn ông rồi. Men ơi, ơi, coi đi ơi. Đi là nó lộ ra cái chân tướng nữ giới liền. Gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hôm quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Cây mê che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau. Những năm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ấy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Hơn vẫn còn người thương thương được về nhà gần vui hơn. Ta hãy đón cho thật chặt chén tình đậm đà ấm mến. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Còn rung động mùi thơm thơm được về nhà. Đầm đà mến thương.
Đức Vĩnh, Quỳnh Anh, mời hai con đáng lại sân khấu. Rồi, cho chú hỏi, sau một năm quay trở lại chương trình này thì cảm giác của con thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại thầy cô và các chú, các cô chú ekip và được làm quen với các bạn mới. Qua một năm con có cao hơn ông Vĩnh? Không, không cao vậy nào không? Chú rất là tự hào khi nhìn thấy bốn đứa trên sân khấu. Mấy con là những món quà để giúp cho cái tâm hồn chú nó trẻ trung hơn và chú có thể thỏa thích ở trong cái cảm xúc của mình. Mọi người không có biết đâu, tại vì nguyên một tháng vừa qua là Vũ toàn là lưu diễn ở nước ngoài không à. Cho nên là tối nào á, mấy thầy trò cũng FaceTime với nhau, mỗi đứa một cái điện thoại, rồi xong rồi cùng hát với nhau ở trên điện thoại để mà tập. Hôm nay bốn đứa hát rất tốt, rất dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm ơn chú Vũ. Thưa quý vị, sẵn tiện đây thì có ba cô chú giám khảo, hai con dành cái đoạn ngắn thôi. Một cái bài mà năm ngoái lấy nước mắt của rất là nhiều người, bài Sao Mưa Giông có được không? Yeah! Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Cảm ơn con. Qua một năm rồi mà chú vẫn nổi da gà khi nghe các con hát. Hát cái gì mà như có máy phát nhạc ở trong cái cổ họng vậy trời. Lên cái nó héo mà người nó muốn quéo. Rồi bây giờ hai con đứng đây. Xin mời vị giám khảo chia sẻ đôi điều. Hồi nãy thì cô với cô Họa My á, có ngồi nói về thí sinh của năm nay. Tại sao các con, các cô, các cậu hát nhạc miền Nam ngọt ngào vô cùng luôn. Hát mà nó như rót vào tim á. Và nãy khi bốn đứa ra hòa ca đó, thì cô mới nói là đúng là âm nhạc nó đi vào lòng người. Các con đã làm được những điều tuyệt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các con khi lớn lên. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xuân. Năm ngoái thì cô Ốc được gặp hai bạn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh qua TV thôi. Năm nay thì mới được gặp các bạn ở ngoài. Không hiểu tại sao cô có cảm giác giống như là các con đã thân với nhau từ lúc nào vậy đó. Từ khi mà gắn kết với chú Vũ á, ở chương trình này á, cô thấy rất là trân quý những con người lúc nào cũng nghiêm túc. Và một cái sự rung cảm đặc biệt mà họ luôn dành cho những người xung quanh. Điều đó thể hiện rất là rõ trong những tiết mục mà chú Vũ đã làm cho các con tại chương trình này. Và may mắn là cô được ở bên cạnh chú Vũ để được cảm nhận và được cùng làm với chú Vũ. Cảm ơn Vũ rất là nhiều vì mình đã được ngồi với nhau, mình đã được cười với nhau và mình cũng đã từng được khóc với nhau. Hình như khóc nhiều hơn cười vậy. Và với tiết mục vừa rồi, cô nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đặc trưng cho đội của mình. Riêng tại sân chơi này, cô cảm thấy rằng cái màu sắc mà chú Vũ cùng với cô đã làm cho đội của mình là đúng nhất cho con người của tụi con. Đó là những cái gì nó chân thành nhất. Chúng ta đã nắm tay nhau làm điều đó cho tới bây giờ rồi và vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù kết quả đêm nay có như thế nào con nhé. Cảm ơn cô Ốc rất nhiều. Kính thưa quý vị, để có được một mùa giải thành công với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018, đó là sự nỗ lực từ phía ekip thực hiện chương trình, từ phía các vị huấn luyện viên, từ phía các thí sinh cũng như là đạo diễn và giám đốc âm nhạc. Và đây cũng là một cơ hội để chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những thành viên đã đồng hành và góp phần làm nên thành công của chương trình. Trân trọng kính mời hai đơn vị tài trợ đã dành những tình cảm cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018 ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Ngô Lan Chi, Giám đốc Phát triển Thương hiệu và Chiến lược Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt. Trân trọng kính mời ông Đào Quang Tiến, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ích Tâm. Và trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, sẽ đại diện cho đơn vị thực hiện chương trình, sẽ gửi kỷ niệm chương thay trả lời cảm ơn đến hai đơn vị đã đồng hành cùng với chúng ta trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2018. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm ơn nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, như Nguyên Khang đã chia sẻ, có được một mùa giải thành công
đó là sự đóng góp cũng như đồng hành của các vị huấn luyện viên. Và bây giờ Nguyên Khang xin được mời các vị huấn luyện viên chúng ta cùng lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của chương trình cùng với giám đốc âm nhạc. Chúng tôi trân trọng kính mời đầu tiên là bộ đôi vui vẻ, đó chính là gia đình Dương Triệu Vũ và Âm Thanh Vương. Tiếp theo đó là một cặp đôi luôn có những lời nhận xét rất là gần gũi với các bạn thí sinh của chúng ta. Xin được mời gia đình Quỳnh Lập và ca sĩ Cẩm Ly. Và cuối cùng là một gia đình mà nguồn năng lượng của họ luôn toát ra từ đầu chương trình cho đến cuối chương trình không ai khác, đó chính là gia đình ca sĩ Ngô Kiến Huy và huấn luyện viên Khả Như. Và một vị giám đốc âm nhạc, một người mà quý vị ít khi nào thấy anh trên sân khấu nhưng luôn làm nên những bản phối và chỉ đạo tuyệt vời, nhạc sĩ Minh Vy. Và xin mời bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, sẽ lên gửi kỷ niệm chương cho các vị huấn luyện viên của chúng ta. Thưa quý vị, trên sân khấu là những huấn luyện viên đẹp trai, đẹp gái, tài năng, dễ thương của chương trình Tuyệt đỉnh Song ca nhí 2018 năm nay, cùng với giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy, người đã đồng hành cùng với hai mùa của chương trình. Và một lưu niệm chương dành cho nhạc sĩ Minh Vy. Chụp hình lưu niệm nè. Cảm ơn gia đình rất nhiều. Cảm ơn Huy, cảm ơn Huy. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải trong ngày hôm nay. Kết quả cầm được trên tay, Nguyên Khang đã rất bất ngờ bởi giải thưởng đội huấn luyện viên ấn tượng nhất. Thưa quý vị, xét theo tiêu chí đội huấn luyện viên ấn tượng nhất phải là một đội giàu năng lượng, mang được tính giải trí cao, khỏi giới thiệu và luôn biết có rồi. Những cái phần nhận xét ngắn gọn, xúc tích và đi vào lòng người, không ai khác. Thưa quý vị, xin được chào đón và chúc mừng hai vị huấn luyện viên đến từ đội Hỏa Tiễn, đó chính là huấn luyện viên Khả Như và Ngô Kiến Huy. Chúc mừng nha. Xin rồi mời đội huấn luyện viên ấn tượng chúng ta cùng bước lên sân khấu. Họ đã hạnh phúc, thưa quý vị, nước mắt đã rơi. Ba mẹ ơi, trời ơi, gia đình ơi, trời ơi, mọi người. Vâng, có lẽ đã đoán trước sẽ nhận giải thưởng này nên cả hai đã mặc một bộ đồ rất lấp lánh, long lanh. Và chắc chắn rồi, để trao giải thưởng cho đội huấn luyện viên này không ai khác chính là các vị ban giám khảo đã bỏ phiếu cho họ. Xin được mời cô Kim Xuân và cô Hòa My sẽ lên sân khấu. Cảm giác của các bạn lúc này như thế nào khi nhận cái giải thưởng này? Em rất bồi hồi và xúc động. Em xin cảm ơn ba má đã sinh ra em. Em đùa chú thôi. Em cảm ơn quý vị khán giả đã dành nhiều thời gian cũng như là tình cảm dành cho chương trình cũng như tất cả các huấn luyện viên ở đây. Và em nghĩ rằng mỗi huấn luyện viên, mỗi cặp đôi đều có ấn tượng với quý vị khán giả. Và em may mắn được cô cũng như mẹ ruột của em thương em. Và ban giám khảo đã dành tình cảm tụi em cũng như khán giả dành cho tụi em. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn và chúc mừng hai bà. Dạ, xin mời hai cô ạ. Em ơi, với cái giải thưởng này em dự định sẽ làm gì? Dạ, em nghĩ là em đi từ đây tới đó là em phải mời mọi người đi ăn với nhau, đúng không? Chắc chắn là tất cả các anh chị huấn luyện viên ở đây chúng ta sẽ có một cái buổi ăn với nhau. Ban tổ chức đã đặt sẵn bàn ở khách sạn 5 sao. Em không ngờ luôn, em thật sự không ngờ. Em cảm ơn mọi người. Em đặt bên quán nhà chị đi, chị giảm giá đặc biệt cho chương trình. Em có thể rủ các giám khảo đã bình chọn cho em. Cảm ơn cô Kim Sương, cảm ơn cô Hòa My. Cảm ơn ạ. Đi mất thời gian quá em. Lẹ anh ta lấy lại giải thưởng bây giờ. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng đơn ca xuất sắc. Chúng tôi xin mời ba cặp thí sinh chúng ta cùng quay trở lại sân khấu trong đêm nay. Thưa quý vị, giải đơn ca xuất sắc nhất, thưa quý vị, sẽ thuộc về thí sinh nào ạ? Và gương mặt đã được ban giám khảo lựa chọn là đơn ca xuất sắc nhất Tuyệt đỉnh Song ca nhí 2018. Xin được chúc mừng, đó chính là Tấn Bảo. Và chúng tôi xin mời
Nhạc sĩ Đức Huy sẽ lên trao giải thưởng dành cho Tấn Bảo. Như vậy là chàng trai đến từ Hải Dương truyền cảm xúc thông qua những ca khúc bolero, những ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca miền Nam đã giành được giải thưởng đơn ca xuất sắc nhất của chúng ta trong mùa giải thứ hai của Tiền Đình Sông Ca Nhí. Xin chúc mừng con. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta có trên sân khấu ba cặp đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố ngôi vị Á quân của chương trình Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018. Xin được chúc mừng cặp đôi đã đạt được ngôi vị Á quân, đó chính là Phương Linh và Minh Anh. Xin chúc mừng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Minh Vi, giám đốc âm nhạc của chương trình, sẽ lên trao giải thưởng dành cho Á quân của chương trình. Giải thưởng trị giá 100 triệu. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi Á quân của chúng ta. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi rất nhiều. Cảm ơn anh. Và bây giờ chỉ còn có hai cặp đôi trên sân khấu, và một trong hai cặp đôi sẽ là quán quân của chúng ta. Và chúng tôi xin mời các vị huấn luyện viên sẽ lên đứng cùng với các học trò của mình. Thưa quý vị, trên sân khấu chính là hai cặp đôi còn lại: Khánh Linh, Minh Ngọc, Tấn Bảo và Nhật Duy. Hãy cùng chờ đợi xem cặp đôi nào sẽ trở thành quán quân của Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018. Thưa quý vị, quán quân của Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018 chính là Tấn Bảo, Nhật Duy. Và thưa quý vị, xin được chúc mừng đồng quán quân chính là Khánh Linh và Minh Ngọc. Thưa quý vị, năm nay chúng ta có đến hai quán quân của Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung cùng với hai nhà tài trợ, bà Ngô Lê Chi và ông Đào Quang Tiến, sẽ lên trao đồng quán quân cho Tấn Bảo, Nhật Duy cùng với Khánh Linh và Minh Ngọc trong ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn nhỏ của chúng ta đã có những phần thi vô cùng xuất sắc trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cả hai cặp đôi đã có những màn trình diễn vô cùng thuyết phục, và ban giám khảo đã quyết định trao giải đồng quán quân cho hai cặp đôi của chúng ta. Và giải thưởng sẽ được chia đôi dành cho hai cặp đôi này. Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Họa Mi và nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân sẽ lên chụp ảnh lưu niệm. Và kính thưa quý vị, như vậy Tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí 2018 của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Vĩnh Long và Công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Lần nữa, xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.